Sáng ngày 1 tháng 11, Trung tâm Chính trị Quyện Phú khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khoa 2 năm 2022. Ông Lê Minh Thuận, Ủy viên Ban thường vụ Quyện ủy, trưởng ban tuyên giáo, giám đốc Trung tâm Chính trị Quyện Phú đến dự và phát biểu tại buổi lễ. Tham gia lớp học có 46 học viên. Trong thời gian 30 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt 18 chuyên đề cơ bản về chủ nghĩa Mark Lenin, gia tư tưởng Hồ Chí Minh, là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của đảng. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, vấn đề quốc phòng an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đang lãnh đạo các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược và bảo vệ tổ quốc. Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Lê Minh Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Quyền ủy, Trưởng ban tuyên giáo, giám đốc trung tâm chính trị quyền nhấn mạnh, tham gia lớp học là điều kiện để mỗi cán bộ, đảng viên cập nhật kiến thức, trao đổi, giao lưu học hỏi lẫn nhau, góp phần nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Vì thế, giám đốc trung tâm chính trị quyền yêu cầu mỗi học viên phải nỗ lực khắc phục khó khăn, sắp xếp công việc khoa học để tham dự các buổi học đầy đủ, thực hiện nghiêm nội quy quy định của trung tâm chính trị quyền và của lớp học đề ra tích cực trao đổi thảo luận, nghiên cứu bài học, phấn đấu kết thúc khóa học, 100% học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và đạt được kết quả cao nhất.